vùng cửa sông Bạch Đằng thông sang sông Chanh, sông Rút, sông Kênh rất rộng. Vì thế để chặn cửa mấy con sông ấy, phải có nhiều trận địa cọc bố trí ở nhiều nơi. Kết quả khai quật đầu tiên vào năm 1958 và nhiều lần sau đó vào các năm 1969, 1976, 1984, 1988. Với di tích Bãi Cọc Yên Giang thuộc phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, nằm ở cửa sông Chanh, bãi cọc Đồng Vạn Muối nằm ở cửa sông Rút và bãi cọc Đồng Má Ngựa nằm ở cửa sông Kênh thuộc phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Hàng trăm chiếc cọc được phát hiện. Những chiếc cọc gỗ trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là kết quả cuộc khai quật năm 1976 thuộc di tích Bãi Cọc Yên Giang, thị xã Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh. Cọc ở đây chủ yếu là gỗ lim, táu được khai thác từ cánh rừng Yên Hưng, Quảng Ninh. Cọc dài khoảng 1,5m đến 3m, đường kính 20cm đến 30cm, màu nâu đen. Một đầu thuôn mịn để cắm xuống lòng sông, một đầu nhọn có nhiều rãnh nứt song song do nước bào mòn. Trong khi đóng ở trận địa, khoảng cách trung bình giữa các cọc từ 0,9 đến 1,2m để thuyền nhỏ của ta có thể lách qua. Ngoài những cọc cắm thẳng đứng, còn có một số cọc cắm nghiêng 45 độ nhằm mục đích đánh vào thuyền giặc sát bờ. Sử sách chỉ nói đại thể tổ tiên ta đã đóng cọc, nhưng cắm thế nào thì không ai hình dung ra được. Vậy tổ tiên ta đã làm thế nào để đóng hàng trăm chiếc cọc ấy ở nhiều trận địa khác nhau, cả chỗ nông lẫn chỗ sâu, cả dòng chảy chính và dòng chảy phụ? Qua 4 lần khai quật vào các năm 1958, 1965, 1969, 1976 đã đào được hơn 200 cọc gỗ lim, hiện vẫn bảo quản một số ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Phần ngập trong bùn đất từ 0,5 đến 1 mét vẫn còn nguyên vỏ, chứng tỏ lúc đóng cắm cọc lim hay tứ thiết, gỗ phải còn tươi. Cọc dài nhất 2,8 mét, ngắn nhất 1,75 mét, đường kính nhỏ nhất 0,23 mét, lớn nhất 0,31 mét, được đóng hơi xiên, ngược chiều với nước chảy. Trong đó có hai chiếc loại nhỏ dài 1,2 đến 1,3 mét, đường kính 0,2 mét, một nửa được đẽo vát thành mặt phẳng. Bốn chiếc lớn hơn dài 1,5 mét, đường kính 0,25 mét. Không chỉ bất ngờ về quy mô, điều cho đến nay các nhà khoa học chưa thể lý giải được là tại sao với các công cụ thô sơ thời bấy giờ, ông cha ta có thể đóng được một số lượng rất lớn, những chiếc cọc dài và lớn sâu xuống lòng sông như vậy. Đặc biệt những chiếc cọc dài trên 2 mét, có những cọc dài đến 3,2 mét, thì việc đóng xuống lòng sông và nghiêng một góc nhất định là điều khiến chúng ta khó hình dung nổi. Vì đầu vát nhọn dài 0,8 đến 1 mét không thể chế tác dưới nước mà được chế tác trên cạn, nên không thể dùng vồ để đóng xuống lòng sông, bởi như vậy sẽ làm hỏng đầu nhọn. Ngược lại, cũng không thể chế tác được vồ hoặc búa lớn có thể đóng được cọc lớn như vậy xuống lòng sông. Theo nhiều giả thuyết, thì ông cha ta ngày xưa đã lợi dụng nước thủy triều xuống thấp nhất, dùng thuyền chở cọc được đẽo nhọn đến địa điểm đóng cọc. Một đầu cọc được nhấn chìm một phần xuống mặt bùn vào vị trí đã định. Thân cọc được dựng theo phương thẳng đứng với mặt nước. Dùng một đoạn tre dài 40-50cm buộc ngang thân cọc, cách mặt bùn khoảng 1 mét, làm sao để trèo lên dễ dàng. Hai người trèo lên cọc, hai tay giữ chắc cọc, trong khi 3-4 người đứng ngập chân trong bùn đất vẫn giữ cho cọc đứng thẳng, hoặc hai chiếc thuyền nan giữ cho cọc đứng yên ở chỗ nước ngập đầu người. Hai người đứng trên cọc tre cùng lắc theo nhịp, nhấn cọc chìm sâu dần. Khi cọc không xuyên xuống được nữa thì tháo đoạn tre ra, buộc lên cao hơn và buộc thêm một đoạn tre nữa để không chỉ hai mà 4 người cùng lắc theo nhịp. Bao giờ cọc chìm dưới mặt nước chiều một mức nào đó theo tính toán của các bộ lão mới thôi. Nếu ở những luồng nước sâu, khi cọc sắp chìm xuống mặt nước, thì ta đặt nối vào một đoạn cọc khác bằng cách ốp bốn nửa đoạn cây tre dài cỡ cái đòn gánh, lấy dây mây buộc thắt lại để cho người trèo lên lắc tiếp. Cho đến khi cọc đủ đứng chắc chân trong nền đất dưới đáy sông, mới cởi dây mây ra, tháo đoạn cọc gá tạm đi,
lắp nón sắt vào cọc, trả lại mặt sông hiền hòa trôi. Qua cách đóng cọc trên sông Bạch Đằng cho thấy, sự sáng tạo trong phương pháp đóng cọc của quân dân ta cũng như việc huy động lực lượng quân dân rất lớn dưới thời Trần để tập trung cho trận địa cọc, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 năm 1288 giành thắng lợi. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp hợp lý nhất mà thôi. Tuy nhiên, bãi cọc này hiện tại vẫn chưa có lời giải thỏa đáng. Về việc làm sao có thể chặt và thi công hàng trăm cây cọc to đến như vậy, nhiều sử gia cho rằng, thời xưa chưa có rừng thuần chủng nên người xưa phải bảo con cháu lên rừng, nhận biết thế nào là gỗ lim hoặc đinh, xến, táu trong rừng tạp giao. Khi ấy chưa có nạn chặt phá rừng nên đều là rừng nguyên sinh. Chọn rất lâu mới được những cây đủ tiêu chuẩn. Hàng trăm nhóm lên rừng, nhiều ngày mới đốn hạ được một cây. Cũng chỉ cắt được mấy khúc thôi. Được đoạn nào lại phải đẽo cho nhọn hai đầu. Nhóm khác chuyên việc khiêng ra bìa rừng, giấu ở đó. Nhiều làng nhiều xã lên rừng làm việc ấy, thấy đã đủ mới vác xuống thuyền trở về giấu ở một hang kín. Có thể chính là hang đầu gỗ trên vịnh Hạ Long bây giờ. Đến một thời điểm nào đó, theo lệnh mới được khuôn xuống thuyền đinh, buồm cánh rơi, trở về những địa điểm đã được chỉ định. Giờ là lúc thi công các trận địa cọc. Dĩ nhiên là phải bí mật. Phải ngăn sông cấm chợ để nhỡ có tên thám báo nào mò mẫm tới. Thế nên cho bây giờ vẫn có một con sông mang cái tên kỳ lạ là sông Cấm, hẳn là vì lẽ ấy. Khi giặc theo đường bộ, đường biển vào, đường biển tất phải qua cửa Vân Đồn. Tất nhiên ta phải có những trạm tiền tiêu từ xa. Dấu tích các trạm tiền tiêu cảnh giới vẫn còn trong kho từ vựng nước nhà, được lưu lại ở một nơi giờ vẫn gọi là cửa ông. Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 là tổng hợp sức mạnh của toàn dân tộc. Thắng lợi đó là mẫu mực của tinh thần cả nước đồng lòng, của sức mạnh toàn dân, của những hoàng đế anh hùng như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, của những quý tộc anh hùng như Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, của những bình dân anh hùng như Phạm Ngũ Lão, Giã Tượng, Yết Kiêu, và của đông đảo những người lính anh hùng khắc trên cánh tay hai chữ Sát Thát. Đặc biệt là thiên tài quân sự của Trần Quốc Tuấn, với việc áp dụng chiến thuật dùng cọc nhọn đâm thuyền địch. Trần Quốc Tuấn đã biết kết hợp linh hoạt hai yếu tố. Thứ nhất, phải dụ địch đến đúng bãi cọc diễn ra trận chiến khi thủy triều đang lên cao, bãi cọc chưa bị phá lộ. Thứ hai, phải nắm vững quy luật thủy triều theo từng giờ và tính toán đúng thời điểm để khi quân địch tới bãi cọc rồi, thủy triều mới rút. Có như vậy, thuyền địch mới bị mắc cạn và bị cọc đâm thủng. Sự kết hợp kỳ diệu hai yếu tố đó đã tạo nên một chiến công lừng lẫy.